trong hành trình sống con người chúng ta đối diện với nhiều thử thách về công việc gia đình tình yêu hay những mối quan hệ xung quanh trong tất cả những mảnh ghép này hạnh phúc luôn là điều mà chúng ta theo đuổi nhưng hạnh phúc có thể rất phức tạp không phải lúc nào cũng dễ dàng chạm tới để có được hạnh phúc đích thực đôi khi chúng ta cần lắng nghe những chỉ điểm sâu sắc từ các bậc cao nhân những người đã đi trước và trải qua nhiều kinh nghiệm sống cao nhân có chỉ điểm rằng định tâm với nghề nghiệp nghề nghiệp không có vấn đề định tâm với con người con người không có vấn đề câu nói này chứa đựng một triết lý sống vô cùng đơn giản nhưng sâu sắc khi định tâm tập trung toàn tâm toàn ý vào một điều gì đó ta sẽ nhận thấy những vấn đề dường như không còn đáng sợ hay phức tạp như trước định tâm với nghề nghe là ta biết rõ sứ mệnh mục tiêu của mình trong công việc và từ đó mọi khó khăn trong công việc cũng trở nên dễ dàng hơn tương tự khi định tâm với con người chúng ta sẽ thấy đó không còn là một trở ngại lớn thay vào đó họ trở thành một phần của hành trình trưởng thành của chúng ta và điều này cũng đúng khi chúng ta định tâm với hạnh phúc khi ta định tâm với hạnh phúc nghe là ta xác định rằng mục tiêu cuối cùng của mình là hạnh phúc chúng ta không để những sóng gió cuộc đời làm chạch hướng mình khỏi con đường tìm kiếm hạnh phúc định tâm ở đây không chỉ là cố gắng hạnh phúc mọi lúc mọi nơi mà là việc hiểu rằng hạnh phúc không phải là một điều gì xa vời hay phụ thuộc vào người khác mà chính là một trạng thái nội tâm mà ta có thể xây dựng từ bên trong trong cuộc sống nhiều người dễ dàng lầm tưởng rằng hạnh phúc đến từ những yếu tố bên ngoài, từ người khác, từ những thành tựu hay từ sự công nhận của xã hội. Nhưng thực tế, hạnh phúc đích thực là sự hòa hợp giữa tâm trí và tâm hồn, sự chấp nhận bản thân và thế giới xung quanh. Khi ta định tâm với hạnh phúc, ta không còn nhìn vào những gì mà mình chưa có, mà thay vào đó tập trung vào những điều mà mình đang có. Ta hiểu rằng hạnh phúc là một lựa chọn mà ta có thể làm chủ. Trong hôn nhân gia đình, có nhiều khi đối diện với việc phải lựa chọn tiếp tục hay dừng lại, giữ hay là buông xuôi. Những lúc này, trái tim và tâm trí thường như bị giằng xé giữa lý trí và cảm xúc. Quyết định trở nên khó khăn bởi vì ta không chỉ phải đối diện với người khác mà còn phải đối diện với chính bản thân mình. Đây là lúc tận tâm với nhân duyên trở nên cực kỳ quan trọng. Khi ta tận tâm với nhân duyên tức là ta đặt toàn tâm toàn ý vào mối quan hệ này hiểu rằng bất kỳ người nào gặp được trên cuộc đời cũng đều là nhân duyên cũng mang đến cho ta những bài học nhất định việc tiếp tục hay dừng lại không còn là vấn đề bởi vì hiểu rằng tất cả những gì thực sự mong muốn và khao khát chính là hạnh phúc nếu ta định tâm với hạnh phúc và tận tâm với nhân duyên mọi quyết định trong mối quan hệ sẽ trở nên nhẹ nhàng hơn ta không còn bị ràng buộc bởi sự kỳ vọng hay yêu cầu từ phía người khác mà thay vào đó ta tập trung vào việc hoàn thiện bản thân và cảm nhận hạnh phúc từ bên trong. Nhân duyên không chỉ là những mối quan hệ ngẫu nhiên mà chúng ta gặp được trong cuộc đời. Nhân duyên là sự sắp đặt tinh tế của vũ trụ giúp chúng ta học hỏi và trưởng thành qua những trải nghiệm những mối quan hệ. Đã bao giờ bạn tự hỏi tại sao bạn lại gặp một người nào đó vào thời điểm nhất định trong cuộc đời. Có thể họ mang đến cho bạn niềm vui hoặc đôi khi là những nỗi buồn và những thách thức. Nhưng tất cả đều là nhân duyên. Cao nhân từng chỉ điểm rằng những người bạn gặp cũng đúng là những người mà bạn cần gặp. Nhưng việc gì xảy ra cũng chính là điều cần phải xảy ra. Điều này có nghĩa là tất cả mọi sự kiện mà con người đến trong cuộc đời của ta đều có lý do của nó dù đó là những người mang đến niềm vui hay những người mang đến nỗi đau họ đều là những người thầy của cuộc đời ta họ giúp ta nhìn thấy chính mình hiểu được những bài học quý giá và từ đó ta trở nên mạnh mẽ và trưởng thành hơn khi biết rõ đích đến của mình là hạnh phúc ta sẽ định tâm với hạnh phúc điều này đòi hỏi ta phải làm rõ ý niệm của mình về hạnh phúc hiểu rằng hạnh phúc không phải là một trạng thái cố định mà là một hành trình liên tục hạnh phúc không đến từ người khác mà đến từ sự chấp nhận và trân trọng những gì mà mình đang có việc định tâm với hạnh phúc giúp ta tập trung vào những điều quan trọng nhất trong cuộc sống và không để những yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng đến sự bình an bên trong khi đã định tâm với hạnh phúc ta có thể dễ dàng đối diện với mọi lựa chọn trong cuộc sống bởi vì ta biết rằng cho dù quyết định của mình là gì thì cuối cùng ta vẫn sẽ hạnh phúc điều này bởi vì hạnh phúc không phụ thuộc vào kết quả của một mối quan hệ mà phụ thuộc vào cách ta đối diện với nó khi ta thực sự tận tâm với nhân duyên ta sẽ nhận thức rõ ràng tất cả mọi con người đều là nhân duyên đều là duyên lành trong cuộc đời của mình khi đó ta sẽ không còn trách móc hay oán hận bất kỳ ai. Bởi vì ta hiểu rằng mọi người đến với ta đều mang đến cho ta những bài học quý giá, giúp ta trưởng thành và phát triển. Mọi sự oán trách đổ lỗi cho con người sẽ chấm dứt, thay vào đó là sự bao dung và lòng biết ơn đối với mọi người xung quanh. Tận tâm với nhân duyên còn có nghĩa là ta đạt được tình yêu thương vô điều kiện, một thứ tình yêu hoàn toàn tự do không bị ràng buộc với bất kỳ điều gì. Đây là tình yêu mà ta dành cho người khác mà không cần họ phải đáp lại. Họ không cần phải thay đổi hay hoàn hảo. Trân trọng và biết ơn anh chị đã lắng nghe và lan tỏa giá trị của tri thức này. Chúc anh chị thành công và hạnh phúc.